giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Truyền hình BRT mùa năm 2024 đang khởi động. Quy mô, hấp dẫn, nhiều sắc màu, hứa hẹn bữa tiệc bóng đá trẻ thơ, thăng hoa, cảm xúc tại vòng chung kết diễn ra trên sân vận động Bảo Thành, huyện Long Điền. Nơi 16 đội bóng đá U11 và U13 đại diện cho 8 huyện, thị xã, thành phố của Bà Rịa Vũng Tàu tranh cúp truyền hình BRT. Nơi chào đón những khách mời thần tượng bóng đá nổi tiếng, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn, Giám đốc điều hành câu lạc bộ bóng đá LB Bank Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Tấn Anh, huấn luyện viên Park Hang-seo, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, thủ môn đội tuyển quốc gia Đặng Văn Lâm, cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức, Lê Công Vinh và những năng khiếu bóng đá trưởng thành từ Cúp Truyền hình BRT. Cúp Truyền hình BRT còn có nhiều hoạt động đồng hành ý nghĩa, trao học bổng cho cầu thủ vượt khó, nhận thưởng từ bình chọn kết quả giải đấu. Khởi tranh từ ngày 23 tháng 7 đến 28 tháng 7 năm 2024, trực tiếp trọn vẹn lễ khai mạc, bế mạc 32 trận đấu trên kênh BRT cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Truyền hình BRT thỏa mãn đam mê, chấp cánh ước mơ bóng đá.